Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ được nghe một số bài văn mẫu lớp 5, Văn tả người. Đề bài: Em hãy tả hình dáng và tính tình cô giáo đã dạy em những năm học trước. Bài làm số 10. Năm nay em đã vào học lớp 5. Vì vậy ở dưới mái trường tiểu học thân thương này, em đã trải qua học nhiều thầy cô. Tuy nhiên, hầu hết các thầy cô vẫn còn dạy ở trường. Chỉ còn cô Tâm là về hưu, cũng là người cô giáo đã để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp nhất. Năm em học cô Tâm, năm lớp 3, thì cô đã ngoài tuổi 50. Với vóc người tầm thước, tóc uốn ngắn, nước da trắng, giúp cô trẻ hơn so với tuổi. Vầng trán cô rộng, cao với khoảng 30 năm trong nghề, tất cả đã toát lên trên gương mặt vẻ đạo mạo của một người trí thức. Đôi mắt cô hiền từ, rất phù hợp với giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn. Mỗi khi cô cười, nụ cười thật thân thiện, để lộ hai hàm răng trắng muốt, đều đặn. Tuy cô vẫn mặc áo dài đến trường như bao cô giáo khác, nhưng trông cô giản dị qua những sắc màu sẫm hơn. Trong lớp, cô giảng bài thật dễ hiểu. Nếu có bạn nào chưa thông, cô không bao giờ to tiếng rầy la, chê bai, mà còn khuyến khích cứ nêu lên những điều không hiểu để nghe cô giảng lại. Đối với học sinh yếu, cô còn dành thời gian hướng dẫn thêm để tất cả học trò mình ai cũng tiến bộ. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn, cô đặc biệt lưu tâm và tìm cách giúp đỡ. Có lần em nằm viện cả tuần, thật là cảm động khi cô vào bệnh viện thăm. Cô đã để lại nhiều tâm sức vào mọi hoạt động của lớp, của đội. Mỗi khi lớp chúng em được tuyên dương, được khen thưởng, cô biểu hiện niềm vui bằng nụ cười thật tươi. Gương mặt cô đôn hậu, tính tình cô hiền lành, nên rất được đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Cô còn tận tình đến nhà phụ huynh để trao đổi nhằm cùng nhau sửa chữa những thiếu sót trong học hành của đứa trẻ. Vì vậy, cha mẹ học sinh rất yêu mến và tin tưởng cô. Chúng em xem cô như người mẹ thứ hai, bởi đức tính của cô luôn khoan dung và độ lượng. Mặc dù không còn gặp cô ở trường nữa, nhưng trong lòng em vẫn còn sự kính trọng. Vẫn còn nhớ da diết những kỷ niệm trong thời gian cô dìu dắt. Bây giờ cô Tâm về đâu, ở đâu? Em tin rồi một ngày nào đó em sẽ tìm gặp lại cô, một giáo viên đã cho em nhiều ấn tượng và tình cảm sâu sắc nhất trong thời thơ ấu. Các bạn nhớ nhấn đăng ký và chuông để luôn nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ, chào tạm biệt. Hẹn gặp các em ở những video sau.